Ok rồi, dễ rồi, cậu là dễ chán không à, không có ai hỏi về chiến tranh hết trơn người ta. Rồi dễ xong rồi. Rồi dễ luôn, rồi xong. Nên nhớ quý vị, nên nhớ nha, Kiệt chỉ đại diện cho cha mẹ thôi nha. Ở trên trời là chúng ta là bạn với nhau, chỉ trên trời tuổi gì còn nhỏ lắm. Thì chị chỉ chân tuân lệnh của cha mẹ xuống đây thời mạt pháp tái sanh mang xác phàm để mà làm những chuyện cho bề trên. Về trời là chúng ta chơi với nhau bắn đạn cu ly với nhảy cò cò với nhau trên trời á nghe. Còn dưới thế gian là quý vị nên tu rồi mới về trời gặp được kỳ, còn nếu không khó gặp á, chứ không phải dễ là được về trời đâu. Phải đọc kinh ngồi thiền mỗi ngày và không có được nôn nóng khi mà kinh tế đang khủng hoảng thế giới là thấy không, thì chuyện nói trúng tiền thành tiền giấy, quý vị nhìn thấy là những gì Kiệt nói trong mấy tháng trước hôm nay nó hiện rõ lên hết. Quý vị coi lại những cái clip cách đây chừng 5 tháng đi, chuyện nói tiền thành tiền giấy thì hôm nay tất cả những nhà cửa kinh tế và trong những nhà băng của Việt Nam đó, quý vị thấy có quá rẻ không?